Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tra cứu thông tin người nộp thuế trên hệ thống thuế điện tử. 1. Tra cứu thông tin người nộp thuế bằng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi quên mã số thuế, quên ngày cấp mã số thuế. 2. Tra cứu thông tin người nộp thuế bằng mã số thuế khi không biết ngày cấp mã số thuế. Các bạn truy cập vào địa chỉ thuế điện tử.gdt.gov.vn. các bạn click chọn đăng ký thuế lần đầu tiếp tục chọn hộ kinh doanh cá nhân chọn tiếp mục tra cứu thông tin người nộp thuế tra cứu thông tin bằng chứng minh nhân dân các bạn nhập số chứng minh nhân dân nhập mã kiểm tra chọn tra cứu màn hình hiển thị kết quả tra cứu để tra cứu thông tin bằng căn cước công dân các bạn nhập số căn cước công dân. Nhập mã kiểm tra. Màn hình hiển thị kết quả tra cứu. Để tra cứu thông tin bằng mã số thuế, các bạn nhập mã số thuế nhập mã kiểm tra Chọn tra cứu. Màn hình hiển thị kết quả tra cứu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký để ủng hộ kênh và theo dõi các video tiếp theo.